Quý vị và con thân mến, đối với cái cam canh ở giai đoạn này rất nhạy cảm, gồm tổng hợp các cái giải pháp kỹ thuật để giữ quả, giúp quả lớn rồi giúp quả sai. Ví dụ đây bà con đang thấy, chúng ta thấy cái cây cam canh này, lá đã ổn định, thì cái giải pháp đầu tiên bà con đã tiến hành là khoanh đậy. Khi nào thì khoanh? Thứ nhất là cái quả nó phải nổi rõ rồi, như là hạt đỗ xanh. Cái thứ hai nữa là không, gần như là không còn hoa đối với thời tiết năm nay. Cái thứ ba nữa là các cái lá đã ổn định, chuyển hóa hết, không còn cái lá non, và đây đã chuyển sang từ bánh tẻ trở lên. Đối với dụng cụ khoanh thì quý vị và con thấy, với những cây như thế này thì phải dùng cái khoanh mở. Như thế này là nó khoảng độ 2 ly, 2 đến 3 ly. Khoanh ở đâu thì đây là gốc, thì đây là cành cấp 1. Như cây này, đây cây đã ổn định 7-8 năm, người ta đưa các cái cành cấp 1 để khoanh. Và cái vết khoanh này, thứ nhất là cái độ rộng khoảng độ 2 ly đối với những cây khỏe như thế này. Lá rất xanh và dày. Độ rộng 2 ly. Đặc biệt cái điều chú ý trong cái khoanh này thì bà con thấy là nó phải đứt hết các cái phôi trắng bên trong. Đây là cái lớp có thể là sẽ vận chuyển dinh dưỡng lên và xuống rễ để hút nước. Vậy thì chúng ta phải cắt cái vết khoanh này cho nó hết cái phần sơ trắng bên trong. Đối với những cây, những cái cành mà yếu như thế này thì cái thời điểm khoanh chúng ta cũng nên vận dụng là ở giai đoạn này. Thế nhưng với những cây như thế này thì chúng ta nên tiến hành khoanh mịn để giữ được cái cây cho nó không bị ảnh hưởng. Cái vết khoanh cũng là ở trên các cái cành cấp 1 và cấp 2. Và cái dụng cụ để khoanh mịn thì quý vị và con có thể sử dụng các cái dụng cụ như thế này. Chúng ta tiến hành khoanh mịn. Còn về chế độ dinh dưỡng và nước, đặc biệt ở giai đoạn này thì nó đã đang tiết là xuân phân. Đối với miền Bắc thì cơ bản cái độ ẩm đã tương đối đủ. Quý vị bà con cứ giữ độ ẩm khoảng 70%, như cái độ ẩm đất như thế này là tương đối đảm bảo. Như thế này, cứ duy trì cái độ ẩm đất như thế này là đạt 70%, là đủ độ ẩm để cây giữ quả. Những cái vườn, những cái vùng mà không có mưa, độ ẩm không tốt thì chúng ta khi khoanh rồi nhưng chúng ta vẫn phải duy trì được độ ẩm bằng cách là luân phiên tưới nhẹ để giữ được cái độ ẩm cho đất. Thế còn đối với lại cái dinh dưỡng thì cơ bản ở giai đoạn này, bà con, quý vị bà con như cái vườn chúng tôi đang trình diễn đây thì dinh dưỡng đã đủ. Các loại phân bón qua lá, các loại phân vi lượng, rồi kể cả fumigo thì đã được sử dụng từ trước. Và chúng ta duy trì ở giai đoạn này chỉ có dùng thêm một số loại như là vi lượng như bo, như kẽm, như magie, hoặc là fumigo có thể phun bổ sung lên trên. Cơ bản để giữ được cái dinh dưỡng nhất định. Chứ còn các loại phân bón qua gốc là được, đã đủ hết rồi. Nên quý vị và con có thể chú ý cái giai đoạn này rất nhạy cảm.